ruộng nhà anh trai được cũng đẹp nhỉ anh nhỉ, kỹ thuật là giống nhau, anh em phải kỹ thuật anh em phải nói chuyện nhỉ. Vườn đào thôn thôn Đồng Cống đó, thuộc vùng sâu vùng xa huyện Lục Nam nhỉ, vùng ba hả, nó ưu tiên vùng dân tộc ấy nhỉ, đặc biệt khó khăn nhưng mà dân thì lại toàn dưới tỷ một năm. Ê. Đấy đồng quang cảnh nông thôn Việt Nam, chú Hải hành chú ra dẫn ra cái ruộng đào mới mới dọc để chú chia sẻ kinh nghiệm. Toàn đào á, không đâu khác thôn Đồng Cống nhỉ, không đâu khác ngoài đảo. Còn nhà nào không rồng không? Hầu hết là trồng anh ạ, đây gọi lác đác một vài nhà rồng ngô với rồng ấy đi nhỉ, ngô với dơn còn rồng hết rồi. Đây à? Không. Đây là cũng trồng nhưng mà thực ra là cái này họ lựa đất nó con giống mà trồng ra nó cũng được nhưng mà sự là hơi kém. Hơi kém về cái cây nó phát triển không đều. Anh đi nữa với em. Đoạn đảo. Kia cô gái vít nó ngặt hoa đảo. Sao lại? Tức là khâu giống. Giống đất trồng. Đây. Khâu giống. Ui giời. Khâu giống hả? Nó do giống. Đây này. Cái này đã cao bao nhiêu rồi? 20 à? Cái ngọn của nó. 2 phân, được 2 phân này. Được 2 phân rồi. Đây. Giới thiệu mấy anh thế này. Đầu tiên là mình phải xác định được cái ruộng là trồng, được cái đất xới làm sao để tơi lấy được màu lên. Thứ hai là phải được cái đất trồng là phải tơi xốp. Và bước ba là con giống. Giống chọn sao được đều, mầm đều, tươi để phải trồng ngay thì rất là tốt. Các bác nhìn đều đi nhầm rồi đi chậm rồi đi cho xem ruộng này bao nhiêu cơ? Ruộng này của em là 2 sào, em trồng được 195 cây. Cộng cách đây bao nhiêu nhỉ? Khoảng cách trồng cây mấy cây này là mét 2. Khoảng cách hàng và hàng kia là em trồng là mét 4. Mét 4, hàng ngang là mét 4. Hàng dọc là bao nhiêu? Mét 2. Mét 2. Hàng ngang là mét 4. Đây là hàng ngang này. Chiều ngang. Đấy các bác nhìn này. Để rắc cái gì đây? Em rắc cái vôi. Rắc vôi vào. Vâng ạ. Đây trồng được bao hôm? Em trồng được 3 hôm nay rồi. Mình có nói về cây giống lấy đâu? Giống thì em lấy ở có 3 nơi lấy, như là Bắc Giang, khu kế đấy. Ừ. Hai là ở Hải Dương. Ba là lấy tận Hải Dương. Hải Dương có và ở Châu Quỳ, Hưng Yên. Hưng Yên à? Vâng, đấy là cũng nơi là có giống đào mà rất là chuẩn. Thế ở dưới người ta có dòng 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 cây không? Không. Người ta có dòng cây nhưng người ta không dùng đào huyền, dùng đào lơm thôi. Đào lơm thôi. Vâng, mình về mình. Mấy là đa số người ta làm giống. Vậy nhưng mà đào này đang giống ở đâu? Giống này giống ở Hải Dương. Giống Hải Dương đúng không? Vâng. Bao tiền một cây cái này? Em mua lúc trồng như hôm cái khoảng 3 hôm này là em mua giống về nhà là 15.000 một cây. 15.000. Tức là mình xuống mình mua hay là chúng ta đây mua. Mình đi chợ. Xong mình trở về. Mình trở về. Mình trở về. 15.000. Cái này chở bằng xe máy được. Em chở bằng ô tô. Tô thuê à? Vâng. Thuê tức là mấy nhà chung nhau? Vâng, nhà em có xe em vận chuyển được cái này. À, có vâng. Xe con gì? Vâng. À, ừ. Tức là nhà nào mà nó quan trọng cái đất. Nó muốn mua mình có mang về cung ứng được. Cái đất trồng này nè, đất trồng nó phải tơi xốp như này. Và con xe này, đất nó phải tơi cái này. Đất này là mình lấy chỗ khác về. Chỗ khác về. À, tức là cái hố mình cua cái hố, đấy, cái ủ mình đã xong rồi cho cái đất dễ ra dễ nó vàng, không vàng. Không nó không cái dễ nó dễ phát triển, vàng, tơi xốp được cái dễ non nó mới yếu thì nó vàng, vàng, đúng
Đúng rồi. Đã đẹp này chứ. Vâng. Đấy, mới được 3 ngày. Nhưng ngọn nó lở này. Thế sao mà nó, các bác clip của nhà chú đào 1 năm nó tốt đẹp thế. Chỗ này là Này em là 300 cây. không, cái này có hai sào em trồng được 195 cây. 195 cây. Vâng, Luống này cũng rộng nhỉ? luống thì tùy theo căn từng ruộng, như là mình cái mặt luống tầm được 3 mét, 3,5 mét là tốt nhất. Ba mươi rưỡi. Vâng, Ba tốt mươi nhất rưỡi một luống. mặt mặt luống nhá, đẹp nhất Mặt luống thôi mặt mà. luống ấy. Còn cả mương là phải mất đến vâng 4 mét. vâng Đến không? tùy theo cái máy cuốc, như là Tâm lọ đến tâm luống kia phải mất 5 mét. bằng 5 mét, đúng không? Đúng rồi. 5 mét Tâm giữa luống ấy. giữa luống là 5 mét. Đúng rồi. Cuốc sâu ở đây là không bao nhiêu? Sau này thì do mình, nếu mà ruộng là trũng thì mình cuốc sâu, ruộng nào đấy thì mình cuốc lông Từng thôi. Nhưng trũng thì cuốc lông nhỉ? mà tránh gặp nước là được. Ừ. À trũng mình cuốc sâu để mình lấy đất cao lên nhỉ? Để mình tránh gặp nước, cái Ừ. đào này gặp nước là hỏng ngay, Ê. dễ Tức là dễ là chỉ ẩm ấy, chứ còn nó ngâm nước là hỏng. Đây vẫn thông thiện nhỉ? vâng. Đâu, đây là thôn, vẫn thôn Đồng Cống. À thôn Đồng Cống. Đồng Cống đấy, vừa đây có Đấy, mấy này. thôn Đồng Cống bác nhìn này. Năm nay 3 năm nữa thì thôn Đồng Cống sẽ khác. Có nhớ không? Thu nhập. Về cái đồi đẹp thế. Ở dưới kia có tường đào hết Ừ, trên đồi đồng đào. này. Hôm nay bác quay clip nhà phiên hạ. Ừ. Đây ruộng này nhà em bao nhiêu đây? Tổng hai ruộng này nhà Đi em đoạn 365. 365 là bao cây? Em trồng Chậm nữa. 305 cây. Chưa chưa uốn à? Em chưa uốn, bởi vì là thời kỳ đang Rồi, đang lấy rét, cây xong gặt hoa. đang rét lên là chỗ được uống, vì cây giờ nó đang chưa dẻo, đang cứng À cây, uốn lại bị gãy. à thế chứ không phải thích uống là uống được. Nó phải tùy cái thời tiết và cái nhiệt độ để phù hợp khi uốn đào. À Uốn sớm bây giờ nó sẽ bị gãy, bởi vì cây đang tích nước, uốn thì bị gãy. tầm tháng mấy uống được? Nó cứ lắng lên, thấy cái lắng lên À lắng nó dẻo ba bốn dẻo. ngày Ừ. mình uốn được dẻo. Còn bình thường thấy nhiều, rất nhiều người ta uốn đầu là trong năm. Tất nhiên thì mua nhà uốn sớm, bởi vì là họ sẽ trước cái thời kỳ là họ đào được trước này. Ừ. Lắng được họ sẽ uốn thì cũng tốt thôi, vì em Ừ. mai đang nhận nó sẽ nảy mầm rất là sớm. Còn em thì em đang bận đi không xuống được. Chứ từ mình uống được rồi. Cái này 1 năm là cũng to đấy. Cây 15 anh ạ. Cũng to đấy. Cũng 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 gọi là đại khái là chưa đỉnh lắm nhưng mà cũng tương đối nhỉ. Vâng. 9 điểm không nhỉ? Nhỉ. Cũng bị dẹp đây. Vâng có anh ơi, tức là cái bể sắt này cũng đang 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 chữa. Đây cả đúng bên này. Vâng, em cả luôn. À thế sao lại ngăn nữa em gì? Vâng. Thế là chỗ em thầu người ta lên, em không không dám phá cái bờ đi. À. Vâng. Đây. Ủa vẫn có một nước sâu Ở bên kia anh ạ. Em ruộng nào đấy? bên kia. Em cũng cái đây 3 nay rồi. À đây Vâng. vẫn còn mùi rộng. Đây con nhìn hoa nhỉ. Vâng, hoa thì Hả? rất là tươi to. Có hiểu Vâng. hoa, nhìn hoa. Hoa ra là cuối năm đúng màu này nhỉ. Vâng, thế là còn Có hiểu. hai cánh kép mà. Đương nhiên Ừ. là về cái chất Nó lượng hoa lở là phải đạt hết công suất. tiêu chuẩn thì các nhà thương lái về mua được. Em đứng quay chụp cái ảnh này làm việc. Được rồi. Thế là năm nay định là bao nhiêu cây ra thị Cuối trường? cuối năm nay em ra hiện khoảng 1.000 cây. 1.000 á? 1.000 cây. 1.000 canh thì nếu mà 1,5 triệu thì là bao nhiêu? Thực ra thì thế này, Có phải 1.000 canh được bán á? vâng, cây được bán đấy, 1.000 cành năm ngoái bán 1.000, mà Có thật không? em thì sẽ không nói dối được, bởi vì mình trồng đào Đúng rồi, mình phát cả xóm ta biết không luôn, thể rồi, cả thể làng nói luôn. dối được 1.000 cành. Năm nay có 1.000 như này nữa, Vâng, 1.000 cành. to như này nữa. Hai Vâng cây ruộng này là to nhất hay thế nào? không, vẫn còn anh bên kia mà. Nhưng mà không, đang nói ruộng to, cây to ấy Cây này này, cây như này này là cuối năm em bắt này, là đều nhanh như này hết. Thế anh đi to xem đấy nhỉ. bên kia. Thì bác nào mà xem clip của ông Rong này, nhà gì nhà chú giới thiệu tên quân Em tên là Hải, Hải. dược liệu Hải Hoành. Hải vợ tên Hoành. Vâng, tên là Hoành. Dược liệu á? Vâng, em làm dược liệu mà. À thế à? Vâng.
Làm dược liệu cái gì đó? Em làm về tất cả các dược liệu như nhân trần rồi là kim tiền thảo rồi, chúng nó nhiều lắm. Ở nhà bây giờ còn Em còn rất nhiều, còn nhà khoảng giờ còn mấy chục cân. ừ tí vào làm clip nha, Và là chú thấy thạo ghê nhỉ. em cũng đào cũng làm thêm nhưng mà nó Thêm gì cái này chính nhỉ, là nếu 1.000 cành thì chính rồi. Hôm anh quay nhà phiên hẹ mà cũng đã nhiều rồi, thế nhà chú này cũng phiên hẹ nó cũng nhiều nhỉ. vâng anh nhiều. Đào đẹp thế. Đây các bác nhìn, để dừng cho bác xem cái cành đây ấy, hoa chất lượng giống như này không nhỉ, cuối năm được như này không? Được thế gì anh, không được thế thì thị trường sao mà tiếp nhận cho cái đào của mình được. Ấy Mình làm từ cái việc đất rồi giống rồi là cây trồng phân bón là phù hợp để cho đào phát triển nhất có thể. còn nhà chú nói chung nó phun rồi sạch không thấy ấy, không thấy gì cả. Thì lốp đốp vào một vài cây. Em cho anh xem ruộng, em đang trồng cây con cơ. À đi. Cây con thì đang trồng cơ. Ừ đi. Vợ đang trồng. Không, giờ hôm qua xong rồi. À. Phải hiểu do là cái đào làm nó rất cẩn thận. Ừ. Đây mà dưới em đã ủ hết phân rồi. Đâu? Đâu? Phân rồi nhé. Cho phân rồi đây, cho vâng, sát này, đổ phân cách xong. 10 phân. Vâng, em đậy dạ lên. Đây là cho phân gì? Em phân bò. Đâu? Ừ, có cả đạm đấy. Vâng, đây là lân, lân em rác để kích rễ, em phân rễ. Ừ. Kích rễ. Lân này lân kích rễ. Lân xanh là kích rễ. Cây to lắm không? Ui dù cái này. Em nắm nắm tay vào cái này cho họ. Anh ơi, anh lên đây. Đâu? Thì này 2 triệu thật rồi. À. Năm ngoái có bán sớm thế nào? Bán cho thương lái được 700 cây. Bán sớm. Em bán sớm, em bán từ tháng tháng mấy? Em bán đầu tháng 12. Thế vẫn không chưa phải sớm. Vâng, em bán đầu tháng 2 là bán 700 cành bán buôn, còn 300 cành em bán lẻ. 700 cành giá bao nhiêu? Em bán bình quân nó độ 800 thôi. Thế. Bán cho thương lái mà. Nếu cây to này à? Vâng, nó cũng tùy theo chất lượng. Năm ngoái được to hơn này chứ hả? Tầm này anh ạ. Những cây này đến đấy phải gấp rưỡi chứ, đến Tết là phải gấp gấp rưỡi chứ. Bằng tôn đúng này, rồi. Tôn này bằng này. Ừ. Thế là 800 là rẻ. Vâng, bây giờ thì bây giờ mình không thể nói nó gì nó quá đúng đúng mức là mình nói thôi. Ừ. Nó quá được thực tế là rẻ. Vâng. Còn nếu cây to bằng cái cây sạt này thì phải hơn triệu. Vâng. Nếu hoa hùng đều á là phải hơn triệu. Nên đây là nhất bồ sơn làm thêm vào dược liệu, tí trong sẽ quay cái clip dược liệu chính nhá. Ồ thế à? Thế thu nhập còn cao hơn cả ấy à? Đào đã hơn tỷ rồi thu tổng. Đây gì? Đâu? À, một tay cũng hết rồi. Tức là gần một lon bia rồi. Cuối năm cây này sẽ kéo phải bằng chai bia có bằng không bằng. Ừ. Đẹp không? Thế là chưa uốn. Phải độ lắng ấy, chắc là tháng 2 uốn hả? Thời tiết mới này từ lúc mà tính sau được cấu cái hoa đi, xong là căn thời gian để mình uốn. Thế này thuê người chứ hả? Em cũng thuê cho anh, em thuê chứ một anh. Mình làm sao được. Vâng, số lượng nó nhiều mình không nhiều thể này to lắm rồi, to lắm không? Để to lắm. Hài hoành. To đấy, mẹ đạt chỉ tiêu đấy. Có cái bí quyết phun phủng gì chia sẻ với bà con? Cái này, thực ra đào là một cây trồng rất hiệu quả kinh tế cho những năm gần đây. Mà để làm một cái đào thì nó cũng không khó, nhưng mà quan trọng nhất là cái đất trồng rồi là cây giống rồi là chăm bón và phun thuốc làm sao cái đào giữ được ngọn để nó phát triển được. Cây này thì nó cũng dựa theo thời tiết nữa. Mình được quyết được cả được đấy, là mình phải chăm sóc sao từ phân bón này, thuốc sâu này, giữ được ngọn cái đào to thì nó sẽ thành được cái cây đào như này. Nhưng mà chú Hải vừa to là uốn nó cũng sợ to đúng không? Vâng, cây thì mình sẽ thời tiết thì mình sẽ làm sao để tính thời gian sao uốn cho nó. Ừ, chứ bình thường không cẩn thận là vâng. Cây này uốn là gãy chứ. Bây giờ uốn là gãy. Đúng rồi, đúng rồi, to này cơ mà. Chưa uốn, người ta bé bằng nửa này ta đã uốn rồi. Vâng.
Nhưng mà nếu uốn xuống là chậm lớn hơn là để thẳng không nhỉ? Nó sẽ mất khoảng 1 tháng, nó sẽ kém đi. Và Kém đi. khi uốn vào đây này, uốn vào đây là mình bị giãn vỏ, Giãn vỏ. khi người mình giãn cơ ấy là sẽ đau khoản này. Kiểu như là Và đau khoản này, kiểu như bó và mà bột đau xong nó lại hồi lại được. đúng rồi. Nhưng anh nghĩ là to mà nhỉ, lo uốn là khó nhưng mà uốn bé thì lại phát triển chậm hơn là uốn to, nó hai vấn đề cũng như một mặt hai vấn đề, để thế này thì sẽ to. Tất nhiên là sẽ sang làm sao để tính thời kỳ là thả ra một cái đầu to ra, xong rồi uốn, có nhiều thời kỳ khác nhau. Và con có nhu cầu học hỏi thì phải điện thoại trực tiếp thì mới hiểu được, chứ bây giờ nói trên này thì nó cũng không hết được, bởi vì nó quá trình trăm một cái đào 45 như này nó cũng mất nhiều thời gian và Thời công sức. gian không, thế nhưng mà thường thường là tháng phun mấy lần, Tháng em định kỳ 2 lần, hai lần định kỳ hai phun lần dẹp phun sâu. phun sâu, chủ yếu là phun sâu, sâu là dẹp sáp luôn đấy, mình phun dẹp sáp thì được sâu cả dẹp sáp luôn. Nhưng mà năm ngoái là của chú có tiễn không? Năm ngoái thì em không tiễn bằng, năm ngoái em dùng bằng thuốc hãm răm. À, thứ năm Vâng, dăm à? năm ngoái thì em sẽ khoanh Nhà nào 300 tiễn là cây kém. và khoanh 300 cây và hãm răm 300 cây. Cũng tùy theo từng năm và từng cái thời tiết mình À, tính. thời Vâng, tiết à? vâng. Chứ không phải là cứ ấy là phun hoặc cứ thế là Vâng. tiễn. Vâng. Theo như năm ngoái mà không gặp trận rét vừa rồi thì lắng cái thì chắc là dân hàng hôm nay là mất hết Tết. Đúng rồi. Thì cái là trận rét về được chục ngày nên là dân ai cũng gọi là hô hào được Đúng rồi. cái nguồn tiền về là cũng dân là khá Được khá. cái gì? Tết ai cũng Bên gọi sung bên sướng. bên Cương Sơn đấy. Vâng. Nếu mà không có trận rét sau thì lở bung hết. Vâng. Là lở bung hết là bán sao được nữa. Dằm nó bung hết rồi còn bán thì Tết ai ra chơi. Bởi cái là như này, mập như này, to như này, Ừ. chân một cái răm như này cũng mất rất nhiều thời gian, công sức. Hơi to. Và là ý cái clip của Dòng Vlog phát phát này phát 10 16 hoặc clip này ông Dòng sẽ phát sáng 17 sáng mai. Hôm nay phát clip của nhà phiên hệ cũng cũng to. Nhưng mà chú hôm nay cũng to. Đây cũng bên kia là cũng cũng cách trăm thào. Vâng, nhưng mà bên kia họ lại khác, Ừ. nhưng chắc chắn họ sẽ kém hơn, bởi vì là họ cũng có thể là lơ là một chút thời gian không chăm được. Ừ, cũng là một năm nhỉ. Vâng. Có nhớ Vâng. cũng một năm trồng đào. Bán rồi cho khách ở đâu? Bán dưới từ Nghệ An luôn. Nghệ An. Ê. Bán một tiếng ở trong Họ ra tận hai đây ba à? lần cho Sài Gòn vào. Ê. Ấy to. Ừ. Được, anh Dòng nghĩ là viết hơi hơi khó nhỉ. Vâng. Có khó. Khó nhưng mà mình sẽ hiểu nó thì cũng không khó lắm, mình dùng sức một chút và sẽ tùy hai lực sẽ đạt được, một lực là sẽ bị gãy Sang tháng viết à? tháng em biết. Hôm nào viết để điện trong trước trong Vâng. view xem kỹ thuật viết đào to này. Vâng. Rất nhiều nhà bị gãy, Gãy không là không may là gãy. họ uốn không đúng mức nhưng anh ơi. À đây. Vâng. Không đúng thời tiết. Và em làm đào thì hay bắt đầu đi buôn thì bắt đầu đi buôn thì là buôn đào là 2010 đi buôn đào, Ừ. dừng đi buôn đào ấy. Đi buôn xong về mới lại cảm nhận được cái anh đào này từ Nhật Tân ra, Ừ. xong nó mang về nó với chồng em bán đào có đào huyền rất sớm, 2018 có đào huyền rồi, Tức là trước dân làng trước dân làng. à, thế mình dám mới tự tin không nhỉ, tự tin mình chia sẻ đấy không nhỉ. À vâng, không đây mình nói thật thôi, Ừ, đây là chứ mình mà không phải mình nói đấy, thì dân làng nó vâng lên clip nó phản đối phản ứng nha. Em đúng có rồi, nó phản ứng ngay. 2018 xong 19 em bị Covid ấy, là tắt đào là bán phải bán đi chạy rất khổ mà bị ngăn sông cấm chợ đấy, ngăn Ừ. Covid đấy. Họ ngăn là ngăn sợ lây chứ mình cấm À, đào. đấy ngăn là mình đi chợ phải có Giấy giấy tờ đi thông đường và rồi sở y tế. còn chở hoa đi bán Đúng rồi. khai báo y tế đấy, rất Ừ. vất vả. Để sau Quốc hội dành riêng cho xe thực phẩm nông sản Tết là được phép đi. Thế là năm nay 1.000 là phải hàng mẫu à? Vâng, em thì chồng nó mà nơi cái ruộng này em thầu mà em mua lại thì em không, nó ở khắp nơi không một chỗ được, Ừ. em mà chồng quanh quanh rất là nhiều nhưng mà không phải một chỗ xa lắm. Thôi kết thúc clip đây em đôi lời chúc bà con Vâng. mới chia sẻ cộng đồng. Xin chúc bà con là một năm 2024 này là cuối năm được vụ đào thắng lợi. Đúng rồi. À bà con. Rồi gửi mấy câu cho các bác ở xa tổ quốc, bác Việt Kiều, bác hay xem ở À. kênh không? À vâng. Thế thì giờ đầu tiên thì cho cháu gửi đến tất toàn thể các Bác quý Việt khách Kiều. một lời chúc năm mới mạnh khỏe, rồi có sức khỏe là có tất cả, và nếu có mua đào thì hãy liên hệ với Ừ, em ở đọc sẽ tư vấn từ cách trồng đào
cách uốn đào rồi là làm sao cây đào lở hoa đẹp vào dịp Tết. Đọc số điện thoại. Và số điện thoại của em là 0986 Rồi.062 Rồi. 562. Nhà vườn. Vâng, nhà vườn dược liệu Hải Hải Hoành. Hoành. Địa chỉ. Địa chỉ là ở thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Rồi, để ông cảm ơn khán giả ông Rồng. Vâng. Và rồi là tôi quay clip vườn đào nhà Hải Hải Hoành. Ừ, đẹp lắm ạ. Không phải số 1 nhưng mà cũng tương đối đẹp ở ở thôn thôn Đồng Cống này. Các bác xem clip này ủng hộ kênh của Rồng nhé. Chúc các bác một năm mới viên mãn và bình an. Xin cảm ơn nhé.